Chúng ta điểm qua một vài thông tin kinh tế thì để coi về kinh tế có phát triển hay không thì chúng ta sẽ cùng xem lại cái chỉ số GDP 6 tháng đầu năm. Ở đây thì mình đọc trên báo chính phủ thì người ta thống kê là 6 tháng đầu năm GDP của Việt Nam vẫn là một con số dương, là tăng trưởng 5,64%. Tình hình kinh tế tuy là hiện tại vẫn có đang dịch bệnh nhưng mà ở các khu công nghiệp thì vẫn tiến hành sản xuất và vừa sản xuất vừa chống dịch luôn. Nên kinh tế vẫn đang có cái chiều hướng là vẫn duy trì được. Thứ hai là về phát triển hạ tầng, đầu tư về hạ tầng. Thành phố Hồ Chí Minh đang chi ra 137.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông năm 2021. 137.000 tỷ đồng là một con số rất lớn và họ đầu tư vào những công trình nổi bật ở thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như là xây dựng ở các khu vực quận nè, quận Cần Giờ, huyện Cần Giờ, quận Gò Vấp, nâng cấp quốc lộ 22, nâng cấp mở rộng quốc lộ 13. Thì cùng với cái sự phát triển về kinh tế hạ tầng giao thông thì nó kéo theo là cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh càng ngày càng đông lên và quỹ đất dành cho nhà ở thì cũng càng ngày càng khan hiếm đi, bởi vì đất không tăng thêm mà dân cư thì càng ngày càng nhiều. Theo một cái thống kê về quỹ đất của thành phố Hồ Chí Minh á, thì hiện tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 chúng ta có một cuộc điều tra dân số là có khoảng 9 triệu dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cái áp lực về hạ tầng cũng như là nhà ở nó làm cho cái sự tăng trưởng về bất động sản vẫn luôn luôn diễn ra ở trên địa bàn thành phố và luôn luôn căng thẳng. Thì theo cái thống một cái hội thảo về nhà ở thì người ta thống kê được ở trên báo Thanh Niên, người ta cũng có một cái thông tin chính thức là gần nửa triệu hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh chưa có nhà ở. 470.000 hộ chưa có nhà ở hoặc đang sống chung với gia đình người thân và người ta đang rất mong chờ vào những cái kế hoạch về phát triển nhà ở của chính phủ, đặc biệt của thành phố. Thì khi mà chúng ta coi về cái tình hình kinh tế cũng như là hạ tầng giao thông cộng với là cái quỹ phát triển về nhà ở thì chúng ta sẽ coi thêm về cái phần giá. Giá hiện tại thì như thế nào ở Việt Nam so với các khu vực khác, bởi vì hiện tại chúng ta vẫn đang có chính sách là hỗ trợ cho người nước ngoài, cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam. Thì ngoại trừ là cung cấp sản phẩm cho người dân Việt Nam thì người nước ngoài cũng có thể mua được những cái sản phẩm chuyên biệt dành cho họ có thể sở hữu ở đây, thì đó cũng là một cái sự cạnh tranh về mặt là sở hữu tài sản và sở hữu nhà đối với người dân trong nước. Thì theo điều tra ở trên báo là VN Economy á, thì người ta so sánh là giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 21 lần chỉ sau 16 năm và giá ở thành phố Hồ Chí Minh đang khoảng 2.500 đô một mét vuông, thấp hơn so với Hồng Kông là 10 lần. Ở Hồng Kông người ta đang khoảng là 25.000 đô một mét vuông. Còn tại Singapore, một đất nước rất là đắt đỏ, thì cũng là 17.000 đô một mét vuông. Thì chính vì điều đó sẽ tạo cho cái sự phát triển về đầu tư của người nước ngoài, họ vào Việt Nam, họ mua và họ đầu tư bất động sản, nó cũng là một cái nguồn để mình phát triển kinh tế. Nhưng ngoài ra thì nó cũng sẽ là một cái sức ép đối với người dân trong nước. Cho nên chúng ta phải nhìn nhận được cái sự phát triển của bất động sản ở trong nước và mình nỗ lực để mình sở hữu. Nếu không thì chúng ta sẽ phải chia sẻ cái phần lợi ích về bất động sản đối với người nước ngoài. Thì cùng thống kê cái lượng giao dịch bất động sản năm 2020 sau dịch và chúng ta sẽ thấy cái xu hướng nè. Người ta thống kê theo 4 quý, quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Thì sau mỗi quý thì cái lượng giao dịch, lượng hấp thụ đều tăng, mặc dù năm 2020 là chúng ta có những đợt bùng phát dịch lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba. Lần thứ nhất là vào khoảng tháng 3 năm 2020, kết thúc vào khoảng đầu tháng 5. Thì chúng ta thấy quý 1 là thấp thì một phần là do nghỉ dịch, thứ hai nữa là do Tết thì đang thấp, nhưng mà sau dịch là quý 2 nè thì nó vẫn tăng lên, lượng hấp thụ và lượng mua bất động sản vẫn tăng lên. Thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lượng cung sản phẩm giao dịch căn hộ mới và lượng giao dịch, có nghĩa là cái nguồn cung đang tăng và lượng giao dịch cũng tăng lên luôn. Có quý 2 thì cái lượng nguồn cung nó ít đi nhưng mà theo xu hướng là vẫn tăng. Thì đối với tình trạng của năm 2021, chúng ta nghỉ dịch một cái đợt dịch dài hơn so với năm 2020. Vào năm 2020 thì chúng ta nghỉ những cái đoạn ngắn cách nhau khoảng một tháng hoặc là 2 tuần, 3 tuần, thì năm 2021 lại có những diễn biến khác hơn. Chúng ta đã nghỉ khoảng hơn 2 tháng và điều này có thể tiếp diễn thêm khoảng nửa tháng hoặc một tháng tới. Thì chính cái sự dồn nén về nhu cầu đầu tư
cũng như là cái sự khát khao sở hữu những cái tài sản đầu tư. Đối với những nhà đầu tư người ta đang có tiền và đang có tiền mặt ở trong tài khoản, người ta muốn cái dòng tiền này đổ vào một cái nơi nó đáng tin cậy là bất động sản, thì người ta sẽ nhanh chóng để tìm kiếm và sở hữu những cái bất động sản tốt ngay sau khi kết thúc dịch. Và hiện tại bây giờ họ cũng đang tìm hiểu những thông tin online như thế này, và sau dịch họ sẽ là có một sự bùng phát về nhu cầu cũng như là cái giá trị của bất động sản cũng sẽ tăng theo quy luật cung cầu. Đồng thời thì chính phủ cũng đang đầu tư rất là nhiều để về phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế. Chúng ta có thể thấy những công trình lớn, ví dụ như các đường cao tốc và các sân bay vẫn đang được đầu tư mạnh tay. Ở đây là sân bay quốc tế Long Thành, thì là một cái điểm sáng trong bất động sản, bởi vì nó thu hút cái lượng đầu tư cũng như là giao dịch bất động sản ở cái khu vực này lên. Và một cái công trình rộng tới 5.000 hecta nó kéo theo những công trình khác, ví dụ như là đường cao tốc. Đồng thời là cái sự dẫn dắt của những cơ sở hạ tầng này nó phát triển về bất động sản như khu vực kết nối. Chúng ta có thể thấy những cái đường cao tốc ví dụ như là Long Thành Dầu Giây cũng đang được đầu tư để mà mở rộng lên gấp đôi cái phần làn đường. Thứ hai là đường cao tốc Phan Thiết Dầu Giây thì cũng đang được thi công, một cái hình được cập nhật vào tháng 5 2021. Và những cái ngoài về đầu tư về hạ tầng giao thông, nhà nước cũng đang tạo ra những cái chính sách và những cái thu hút đầu tư về phát triển bất động sản công nghiệp. Đó là những cái tiền đề để phát triển về kinh tế và thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam cũng như là của các chủ đầu tư vào cái loại hình bất động sản công nghiệp. Thì gần đây chúng ta cũng thấy những bài báo về Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam.